Lời đầu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể các bác trên Tổ quốc. Hôm nay ngày 21 tháng 6, em tiếp tục cận ảnh giới thiệu đến các bác một chút đầu đến từ thương hiệu của Victor. Model của nó là XL V501. Và model này em bán khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất năm 1987 với giá xuất xưởng khoảng khá là cao, 59.800 yên, nó tương đương khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo thời gian tại. Và cùng thời điểm đấy thì nó bằng những chiếc đầu Soli 27 và 28, nhưng mà giá thì bây giờ nó rẻ hơn cả triệu đồng. Vậy thì các bác có xứng đáng để chọn lựa chơi không? Thì một chút nữa em có quay chi tiết ngoại hình và nó sẽ bên trong để các cùng tham khảo. Và chiếc đầu này nó sở hữu cái xe ngang là 43,5 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó 30 cm, và nó nặng là 5,5 kg. Mặt nhôm phay được sơn màu đen trên nền chữ màu vàng rất là nổi bật và sang trọng. Đồng hồ quát hiển thị sáng rõ, khá là lớn. Mắt đọc thì sử dụng mắt đọc có Victor rồi, dòng mắt rất là bền, ổn định và không két đĩa. Còn chip giải mã thì chiếc này trang bị in hai con chip giải mã, trong đó có một con chip giải mã PCM 54HP và con SM 5806, cho chất âm đều ba giải, chi tiết ngọt ngào. Các bác nghe nhạc trước 75, nhạc vàng hay bolero rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em cũng xin quay chi tiết phần ngoại hình và nội thất bên trong để các cùng chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền của em này còn khá là đẹp luôn nhé. Đồng hồ quát hiển thị sáng rõ này. Là phần lắp lưng, phần lắp lưng đem này còn khá là đẹp. Đấy. Hồi bên đây vậy, phần cạnh trên, đấy, trên của nó thì có sức hơi mờ mờ thôi. Vết trên phần lắp lưng gọi là vết phần sơn bóng rồi, nó là đẹp. Ở phía sau, ở model của nó là XL V501, điện 100V, công suất 12W và được sản xuất Nhật Bản. Chiếc này trang bị hai đường halog sơn âm da. Và trong quá trình vận chuyển về thì cái chỗ này nó bị va này, nó mòn một chút này, và cái phần rắc cắm bung sen này, hai phần rắc bung sen này thì nó có bị sức mòn một chút, không giống như trên này đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà không hiểu gì cả nhé, vẫn cắm rắc bình thường. Đấy. Phần rắc mạ vàng nhé. Và đây là phần nội thất của máy. Nội thất của máy thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc tin theo máy luôn. Đấy, bộ cơ chụp rất là êm. Là con chip giải mã. Đây, là con SM5806 nằm đây. Tụ động nguồn của Eola. Tụ này nó lên đến bao nhiêu đây, để xem nào. Như nó rơi tầm 4.700 mi, 4.700 mi và bao nhiêu vôn đây nhìn không rõ. Đấy. Và đây dạng tụ dạng bóng đèn này, các bạn nhìn này. Đấy. Âm rất là hay. Ngoài phần đáy này ra thì chiếc đầu này nó ốp thêm một cái tấm thép đây để giúp cho rất là vững chắc này, các bạn này. Một tấm thép màu đen này ở phía dưới này giúp đỡ đầu ổn định vững chắc. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là phần chức năng hoạt động của chiếc đồ này để các bác được thưởng thức. Thì chiếc này về tình trạng nó bị như vậy thì bên em bán với mức giá là 1 triệu đồng nhé. 1 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tí của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm có bị lỗi không thuận sửa, tiền phí thì bác phải thanh toán giúp em. Đã là khách hàng mua hàng của bên em thì không ngại vấn đề về mắt hay vấn đề về máy nhé, bên em hỗ trợ xử lý cho bác. Đấy. Rồi.
Đầu tiên không kết đĩa, đọc tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng, đĩa nòng trắng. Em có cái CD của Việt Nam, ca sĩ Tuấn Hưng và Lệ Quyên hát nhé, follow. Nhận đĩa. Đọc rất tốt ạ. Làm sao anh biết em như đang gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ, quá mong manh. Làm sao em biết câu ca là gì đây? Làm sao em biết ban mai đang về đây? Và khi ngã trái tim chung nhịp đập có nhau chưa? Chúng ta
Rồi, em xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đồng này mắt đọc rất là tốt, chất âm thì tuyệt vời. Giá thì chỉ có 1 triệu đồng thôi. Em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Chiếc đồng này hoàn hảo thì nó rơi tầm 1,4 triệu các bác ạ. Đấy, nhưng mà chất âm của nó vượt xa cái tầm 1,4 triệu rất là nhiều. Số điện thoại của em để tiêu đề của video 0907 23 269, các bác liên hệ trực tiếp và kết bạn là Zalo em đều được nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại bác video sau ạ.